Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên tin tức mới để cùng nhau cập nhật những tin tức nóng hổi nhất có trong ngày. Mong rằng bạn sẽ có những giây phút thật vui vẻ khi theo dõi bản tin ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để luôn cập nhật nhanh nhất những thông tin hấp dẫn đến từ chúng mình. Ngay bây giờ, hãy cùng với mình đến với nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Lương Thế Thành thích thú trêu bà xã Thúy Diễm là ô xin. Mới đây trên trang cá nhân, Lương Thế Thành hào hứng chia sẻ hoạt động đời thường bên trong tổ ấm nhỏ. Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình nam diễn viên khiến nhiều khán giả suýt xoa ngưỡng mộ. Nam diễn viên vui mừng khoe mới tìm được ô xin xịn phụ việc trong mùa dịch. Sáng nay hay hung tin là tiếp tục giãn cách thêm 14 ngày nữa, nên Thành lật đật đi thuê ô xin gấp để phụ việc nhà. Cũng may tìm được ô xin vừa ý, có tâm với nghề nên cha con Thành cứ việc ngồi chơi sơi nước. Cùng với dòng trạng thái, Lương Thế Thành đính kèm loạt hình ảnh. Hóa ra ô xin xịn Lương Thế Thành mới tìm được chính là bà xã của anh, diễn viên Thúy Diễm. Trong ảnh, nữ diễn viên hóa thành bà mẹ nội trợ đúng nghĩa, vừa làm việc nhà vừa chăm sóc con trai bảo bảo. Một số bình luận của cư dân mạng dưới bài viết: gia đình này dễ thương quá chừng. Rồi xong, tối nay anh Thành ngủ sofa chắc luôn. Đăng xong status này, anh còn ổn không anh Thành ơi? Chắc Lương Thế Thành giả bộ đăng hình vậy thôi, bỏ điện thoại xuống là chạy đi phụ vợ liền. Lát chị Diễm đọc được cái này là anh thấy cảnh luôn ha. Cư dân mạng không khác gì nhà tiên tri khi nhìn ra được số phận của Lương Thế Thành. Sau khi bài viết được chia sẻ, Thúy Diễm cũng đã thấy được và để lại hai chữ ngắn ngủi xúc tích: à ngon. Lỡ chọc giận nóc nhà, chắc hẳn hiện tại nam diễn viên này sẽ phải sắn tay giúp vợ làm việc nhà chứ không còn ngồi chơi sơi nước nữa rồi. Thời gian này nhiều công việc bị hủy và đình trệ, nhưng gia đình Lương Thế Thành, Thúy Diễm vẫn luôn cố nhìn vào mặt tích cực. Gia đình nhỏ ba người trong suốt 14 ngày giãn cách vừa qua luôn có những hoạt động vui vẻ ý nghĩa. Đối với Thúy Diễm, bình thường việc rất bận rộn quay phim và đi show nên đây là dịp để cô trổ tài nữ công gia chánh chăm sóc chồng con. Không thể ra ngoài hẹn hò, cặp sao chuẩn bị đồ ăn, tận dụng không gian ban công để chill cùng nhau. Không chỉ dành thời gian cho nhau, Lương Thế Thành và Thúy Diễm cũng sử dụng thời gian này để vui chơi, bù đắp tình cảm cho con trai bảo bảo trong những ngày bố mẹ vắng nhà vì công việc. Lương Thế Thành và Thúy Diễm yêu nhau nhiều năm trước khi đi đến hôn nhân vào năm 2016. Tháng 4 vừa qua, cặp sao này đã hạnh phúc kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Sau hơn một nửa thập kỷ bên nhau, tổ ấm của họ càng hạnh phúc khi chứng kiến sự ra đời của con trai đầu lòng bảo bảo. Không chỉ xứng đôi vừa lứa về khoản ngoại hình, danh tiếng, Lương Thế Thành và Thúy Diễm còn hợp nhau trong mọi mặt, từ công việc đến cuộc sống đời thường. Không khó hiểu khi suốt những năm qua, họ luôn được xem là cặp đôi vàng của làng giải trí Việt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của tin tức mới. Hãy chia sẻ cảm nhận của các bạn bên dưới phần bình luận và hãy nhớ ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ thông tin nào đến từ tin tức mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.